Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 58 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thiên Vương, chúng ta lên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ Tần Vũ không ra, chúng ta vĩnh viễn ở chỗ này hay sao? Giọng nói Kim Tư có phần bất đắc dĩ, nhưng là nét mặt lại cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên là Tử Dực có thể đột phá sáu cánh, đối với bản thân hắn mà nói có ý nghĩa rất lớn. Người trong Tử Dực Thành có thể cạnh tranh với Kim Tư không nhiều lắm, nhất là hôm nay hắn đã phụ trách phòng ngự của cả thành. Chỉ một mệnh lệnh là có thể điều động một vạn chiến sĩ thiên nhân. Nắm trong tay binh quyền, Kim Tư tại Tử Dực Thành địa vị tất nhiên là không phải tầm thường. Tử Dực Thiên Vương nhíu mày, vừa mới đột phá nên ngoài vầng sáng nhàn nhạt màu tím bao quanh thân thể hắn ra, còn có quang mang của sáu đôi cánh, thoạt nhìn cực kỳ thần bí kia mà không kém phần cao quý. Không thể tưởng tượng được Kiền Khôn Trận Pháp lại lợi hại như vậy. Tần Vũ chỉ có một đôi cánh lại có thể hoàn toàn thủ lực trước người có năm đôi cánh như ta. Người thanh niên này không hề đơn giản, trên người khẳng định có một bí mật gì đó. Nhìn vẻ mặt Kim Tư có chút đắc ý, nét mặt Tử Dực cũng hiền hòa hơn nhiều. Dù sao đây cũng là đại tướng tâm phúc của mình, có thể vì tu vi của mình đột phá mà vui mừng như vậy. Hắn tự hồ không có nghĩ đến Kim Tư là vì chính bản thân hắn mà cao hứng, vì hắn có thể ngồi trên thuyền cao mà đắc ý. Kim Tư tiến lên cuống quýt gật đầu đồng tình nói: Thiên Vương không hổ là tài năng trong số thanh niên cao thủ, 3.000 năm đã đột phá cảnh giới sáu cánh rồi. Nếu không phải ngài nhắc nhở, sợ rằng thuộc hạ không nghĩ đến điều đó, chỉ nghĩ rằng Tần Vũ chỉ là thiên nhân bình thường thôi. Lời tăng bốc rất có tác dụng. Tử Dực Thiên Vương nở nụ cười nhàn nhạt nói: Tần Vũ chỉ có một đôi cánh, dựa theo lời ngươi nói lúc hắn thoát khỏi Tử Dực Thành cũng chính là thiên nhân không có cánh nào, điểm này cũng đủ khiến ta hoài nghi rồi. Phải biết rằng thiên nhân tộc chúng ta có đặc điểm riêng, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thiên nhân không có cánh, mà Tần Vũ bản thân là thiên nhân lại không có cánh trên người mà lại có tu vi kinh khủng như vậy, tất nhiên là phải có bí mật. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Kim Tư, Tử Dực đắc ý nói: Nếu chúng ta có thể biết bí mật này, vậy Tử Dực Thành sẽ có thêm bao nhiêu cao thủ bốn cánh nữa đây? Kim Tư càng nghe càng bội phục, vốn chỉ là những lời tâng bốc bình thường, nhưng lúc này cũng bị Tử Dực thuyết phục. Bị Tần Vũ chống lại một phen, trong lòng hắn có vô tận hận ý. Căn bản là không có nghĩ đến bản thân Tần Vũ có bí mật gì. Cho dù nghĩ tới, hắn cũng không có hứng thú đào bới, và tất nhiên cũng sẽ không như Tử Dực Thiên Vương kia, muốn chiếm được bí mật của Tần Vũ mà làm lợi cho bản thân. Nghĩ đến nếu có thể tìm ra bí mật của Tần Vũ, vì sao có thể chỉ với một đôi cánh có thể đánh bại thiên nhân năm cánh, thì thiên nhân một cánh trong Tử Dực Thành có lẽ ít nhất phải đạt tới cảnh giới bốn cánh. Đối với Tử Dực Thành mà nói, nhất định là chuyện vui mừng. Thiên Vương anh minh, thuộc hạ bội phục. Kim Tư cung kính hành lễ, đấy là lễ của tộc nhân thiên nhân tộc đối với người mạnh hơn, chỉ có thật tình bội phục nhân tài mới có loại hành lễ này. Tử Dực ha ha cười, vỗ vỗ vai Kim Tư nói: Cho nên vô luận là Tần Vũ ở đây bao lâu, chúng ta đều phải thủ tại đây. Vì Tử Dực Thành có thể phát huy quang đại trong tám đại thành trì, vì chúng ta có thể đột phá tu vi, nhất định phải biết bí mật của hắn. Kim Tư nhìn bên trong Kiền Khôn Trận Pháp, vốn mắt thường có thể thấy mây mù đang dần dần che phủ mỏm núi bên trong, trong đôi mắt hiện lên thần sắc kiên quyết, gật gật đầu. Muốn biết bí mật của ta ư? Đừng nói là ta không có bí mật, cho dù là có, các ngươi có tư cách sao? Tần Vũ ngồi trên mỏm núi, thần thức như trước vẫn đặt trên hai người kia. Tử Dực Thiên Vương và Kim Tư nói chuyện một chút cũng không để ngoài tai hắn. Nghe được hai người bàn bạc, hắn không nhịn được cười, lại lầu bầu. Một lát sau, thấy hai người không có động tĩnh gì, hai mắt Tần Vũ chậm rãi nhắm lại, tâm trí chìm vào trong đan điền, vận chuyển tinh thần công pháp, củng cố lại tu vi lưu tinh hậu kỳ. Mà phía sau mỏm núi đó, bọn tình nhi cũng đang chuyên tâm tu luyện. Nếu thần thức của Tử Dực có thể xuyên qua Kiền Khôn Trận, thì có thể phát giác phía sau lưng tình nhi đã chậm rãi xảy ra biến hóa. Cũng trong lúc đó, Ngàn Hồn, cẩn thận theo sát ta, qua nơi này chúng ta sẽ tới Tu La Giới. Đấy Tuyết Phong chăm chú nhìn phía trước có chút cẩn thận nói: Từ bây giờ đệ không cần ra tay, hãy bảo tồn lực lượng đợi đến Tu La Giới, sợ rằng sẽ phải trải qua một trận chém giết đấy. Đế Thiên Hồn đang ở phía sau nghe Đế Tuyết Phong nói vậy cũng gật gật đầu, con người tràn ngập nét kiên định.
đã tới Tu La Giới vài lần, mọi lần đều là do sư phụ hắn dẫn qua thiên khanh này. Hôm nay đi theo Đế Tuyết Phong, tâm tư hắn càng thêm ổn định. Phía trước hai người còn có một không gian mơ hồ nhìn không rõ ràng lắm, từng đạo linh khí hỗn loạn không ngừng bay tán loạn. Trong không gian không ngừng lóe lên những vật đen hun hút, đó là khe không gian. Chỉ cảm thấy quanh thân phía trước Đế Tuyết Phong bộc phát ra khí thế cực kỳ cường đại. Đế Thiên Hồn thiếu chút nữa bị khí thế áp bức này gây khó thở, đang muốn lui về phía sau thì một cỗ khí tức ấm áp bao bọc lấy hắn. Đế Thiên Hồn biết đó là đại ca vì bảo vệ cho hắn mà hao tốn nguyên khí. Thiên nhân bảy cánh quả nhiên là tồn tại cường hãn của thiên giới, cũng như Tu La tộc. Chỉ thấy quanh người Đế Tuyết Phong tản ra nhu quang màu trắng, chính là quang mang này bao bọc hai người. Bên tai truyền đến một tiếng vang, thân thể hai người đạp vào hư không, bản thân cũng không thể hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thể sử dụng lực lượng bản thân mà duy trì. Vụt veo veo, một đạo linh khí mảnh như lưỡi dao đánh úp lại. Đế Tuyết Phong tay phải vươn ra đưa linh khí hấp thu vào trong cơ thể. Hắn tất nhiên không phải lần đầu đi qua thiên khanh này, cho nên đối với không gian hỗn loạn này có rất nhiều kinh nghiệm. Trong hỗn loạn không gian tại thiên khanh này, tất cả mọi thứ đều không thể dùng lực mà phá, nên đối với đoàn khí hỗn loạn dạng đao này càng không thể dùng sức mà đánh. Xét cho cùng, linh khí hình đao này hoàn toàn là do linh khí mà thành. Linh khí tính chất cực kỳ mềm mại, không có cách nào có thể làm cho tiêu tán. Ngược lại, nếu đánh tan linh khí này, bốn phía sẽ hình thành càng nhiều linh khí dạng lưỡi đao này hơn. Nếu là dùng sức công kích, đánh nó tan thành bao nhiêu mảnh thì sẽ xuất hiện từng đó linh khí đao, cuối cùng là vô cùng vô tận. Cho dù hai người có thể đồng thời phá toái tất cả, cũng không thể phá hỗn loạn không gian này. Sau khi linh khí dạng đao kia nhập vào người, Đế Tuyết Phong toàn thân bạch quang phát ra, chói mắt rồi sau đó biến mất, mặt đang đỏ bừng nay cũng đã khôi phục lại vẻ bình thường. Đế Thiên Hồn trong lòng thầm tán phục, không thể tưởng tượng được đại ca Tu Vi lại có thể tiến nhanh như vậy. Cho dù là sư phụ kinh nghiệm có phong phú đến mấy, tới đây cũng là vất vả lắm mới tránh được linh khí hình đao này, không phải như đại ca hắn trực tiếp hấp thu linh khí này. Đột nhiên một bức tường linh khí xuất hiện phía trước hai người. Đế Tuyết Phong không kịp tự hỏi, tiện tay phát ra một đạo năng lượng tinh thuần phóng vào bức tường linh khí kia, khẽ quát một tiếng, hai người đã vượt qua. Chẳng biết sau bao lâu, hai người mới đứng bên bờ hỗn loạn không gian, quay đầu nhìn lại, tại nơi đó không ngừng lóe lên quang mang màu đen lập lòe. Ở chỗ này, tiền bối thiên nhân tộc chúng ta đã chết rất nhiều người. Đế Thiên Hồn đã thoát ra khỏi vòng bảo vệ đằng sau Đế Tuyết Phong, trong mắt lộ ra vẻ sâu kín như là khắc sâu vào trong lòng nhìn phiến không gian. Đế Tuyết Phong gật đầu than vãn, không có bọn họ, giờ phút này chúng ta cũng không có cách nào vượt qua được thiên khanh này đâu. Đúng như vậy, từ khi thiên khanh xuất hiện ngăn cách thiên nhân giới cùng Tu La giới thì Đế Thích Thiên đã không để ý tới việc Tu La giới nữa, huống chi thiên nhân bình thường cũng không có cách nào vượt qua được. Có lẽ là do hắn cố ý muốn rèn luyện cao thủ thiên nhân đảm trách việc này. Tóm lại là tại đây đã chết vô số thiên nhân cao thủ mới có thể nắm được cách vượt qua. Một ngày nào đó ta sẽ tự mình lĩnh đại quân đạp bằng Tu La giới. Đế Thiên Hồn trong con ngươi lóe lên thần quang kiên định, nhiệt huyết dâng trào. Đế Tuyết Phong lắc đầu không nói gì, nhưng lại thầm than vãn, sao phải khổ thế chứ, thiên nhân và Tu La nhân chẳng lẽ lại không thể hòa bình mà chung sống, nhất định phải có chiến tranh hay sao? Có thời gian không bằng cùng mỹ nữ vui vẻ một phen, chuyện đó thật là thích, hết lần này tới lần khác chém giết thật không biết hưởng thụ. Nếu Đế Thiên Hồn nghe được lời hắn nói, nhất định là rất kinh thường, thậm chí còn có thể sinh ra ác cảm. Nhưng là Đế Tuyết Phong chỉ là suy nghĩ trong lòng, cho nên Đế Thiên Hồn không thể biết. Ra khỏi không gian hỗn loạn kia, không gian phía trước dường như rất bình thường, đất đai Tu La giới phì nhiêu đập vào mắt hai người. Đế Tuyết Phong lộ ra vẻ sung sướng, quay mặt nhìn Đế Thiên Hồn nói, để xem kìa, Tu La mỹ nữ đang đợi chúng ta, như thế nào có thể phụ các nàng được đây, không nên nói chuyện chém giết nữa, trước tiên đi tán tỉnh mỹ nữ một phen mới phải. Nhìn thần sắc đê mê của Đế Tuyết Phong, Đế Thiên Hồn lướt mắt trắng dã, trong lòng thầm nghĩ, vừa mới đến thiên khanh hắn đã lại nằm mơ rồi. Mặc kệ như thế nào, Tu La giới đã hiện ra trước mắt hai người, tinh thần đã nâng cao không ít, dùng sức bay nhanh, sau thời gian nửa ngày đã vượt qua tầng linh khí cuối cùng đến nơi định cư của Tu La tộc. Ai ra, Tu La tộc mỹ nữ, Đế Tuyết Phong ta đã trở lại rồi. Đến thiên khanh phảng phất như Đế Tuyết Phong đã để mọi sầu não tại thiên giới lại phía sau, không hề có một tia bất ổn,
nhìn Đế Thiên Hồn vẫn không nói gì. Tuy nói thiên nhân sống tại vùng rìa thảo nguyên là những người yếu đuối nhất, thế nhưng trong cả thiên giới này, ai ai cũng sống rất lâu. Thiên nhân bình thường nhất đều có thể sống ít nhất 1.000 năm. Nói cách khác, bọn họ có thể mỗi 100 năm đón một sinh mạng mới, được 10 lần mới có thể già mà chết. Chỉ là một khi đột phá tới 4 đôi cánh, thiên nhân sẽ sống rất lâu. Một thiên nhân 4 cánh, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất có thể sống tới 1.000.000 năm. Cũng giống nhân giới, thiên nhân một lần bế quan thường thường mất 100 năm. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến thiên nhân rất ít bế quan. Cứ thử tưởng tượng, nếu không có cách nào đột phá, cứ thế mà bế quan, sợ rằng chưa có xuất quan đã già mà chết rồi. Đối với Tử Dực và Kim Tư mà nói, chờ đợi 100 năm căn bản là không vấn đề. Sống vốn đã lâu khiến đối với thời gian bọn hắn cũng chẳng cần quan tâm, có đủ thời gian và nhẫn nại để chờ tại bên ngoài Kiền Khôn, chờ Tần Vũ đi ra. Bên trong mỏm núi vẫn như trước, được mây mù bên trong Kiền Khôn bao phủ, không thể thấy rõ tình hình bên trong. Tử Dực Thiên Vương và Kim Tư khoanh chân ngồi dưới chân núi, dưới mộc bài có khắc hai chữ Kiền Khôn, nhìn dáng vẻ như là chìm vào trạng thái tu luyện. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua thời gian 100 năm, trong vòng 100 năm này Kim Tư đã bỏ đi được những tạp niệm, chuyên tâm tu luyện. Hơn nữa chẳng biết vì sao, sau khi Tử Dực đột phá, linh khí thích hợp cho thiên nhân tu luyện cũng không có tiêu tán, ngược lại càng tụ tập lại rất nhiều dưới chân núi. Chỉ thấy quanh thân thể hai người đều lóe ra quang mang, linh khí chung quanh rất nhanh bị hấp thu về phía bọn họ. Trên núi, Tần Vũ cũng khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay như vô thức vạch ra trên không khí những đường kỳ lạ. Khí tức quanh thân phát ra giống như cao nhân đắc đạo, mờ ảo xuất trần. Hỗn độn nguyên khí chung quanh đã biến thành trạng thái lỏng, trong phương viên nửa dặm giống như dòng suối hỗn độn nguyên khí đem bao bọc Tần Vũ lại vào bên trong. Tần Vũ khóe miệng mỉm cười an tường, phảng phất như không cần biết dưới chân núi có hai cao thủ đang đợi hắn, chỉ chờ hắn ra ngoài là tóm ngay. Lúc này, trong tinh vân bên trong đan điền, một viên nguyên hạch màu vàng giống như một tiểu hành tinh, xung quanh có những tiểu nguyên hạch màu vàng bay vòng quanh, từng đạo quang mang chớp giật phóng đến nguyên hạch trung tâm thông qua một quỹ tích huyền ảo, trong nháy mắt biến mất vào trong kim hạch trung tâm. Sau khi nguyên hạch tại trung tâm tinh vân hấp thu năng lượng thật nhỏ của các tiểu nguyên hạch xung quanh, thì rất nhanh từ trung tâm xuất ra một đạo năng lượng dũng mãnh đánh vào trong tinh vân. Tinh vân lại không ngừng xoay tròn bao bọc lấy các nguyên hạch. Tâm linh Tần Vũ đã tiến sâu vào bên trong. Một dòng suối màu đen tản mát ra khí tức bình lặng tại nguyên hạch màu vàng, trung tâm dần dần to ra. Trong vòng 100 năm đã to bằng 1/5 khỏa nguyên hạch đó, khiến cho nguyên hạch màu vàng thoạt nhìn có một đoàn kim quang bao bọc lấy dòng suối, cũng vì thế không thể phát giác trong đó có quỷ dị. Bên trong đan điền xuất hiện việc quỷ dị như vậy, nhất là tinh thần công pháp đã ở giai đoạn lưu tinh hậu kỳ đỉnh phong, Tần Vũ không thể hiểu được, đồng thời tạm ngừng tu luyện. Lúc này, Tần Vũ tuy tâm linh nhập vào bên trong đan điền, nhưng không có chút nào để ý đến sự biến hóa, biến chuyển của bên trong đan điền, đang đắm chìm trong ngộ đạo. Từng đạo quang mang xẹt qua trong đầu hắn, phảng phất như là linh hồn, lại phảng phất như là lưu tinh, trong nháy mắt bộc phát mà lại trong chốc lát tiêu biến, khiến hắn không ngừng tự hỏi. Mây đen trên trời dần dần tiêu tán, lóe ra ánh sáng của các ngôi sao kỳ dị trong màn đêm. Ánh sáng xanh của các ngôi sao trải xuống trên thảo nguyên, khiến nó trông như một tấm vải cực lớn được nhuộm màu xanh vậy. Giờ phút này trên thảo nguyên cũng không còn dáng vẻ của bóng đêm. Bỗng dưng trên đỉnh đầu của Tần Vũ xuất hiện 9 ngôi sao năng lượng đang di động. Khí tức đã thay đổi, 9 đám năng lượng hình ngôi sao này tạo thành một cột năng lượng ở giữa như một dòng suối thật dài màu trắng bay bổng trên cao đỉnh đầu của Tần Vũ. Sao? Kỳ quái! Vốn đang đắm chìm trong tu luyện, Tử Dực Thiên Vương đột nhiên mở mắt, không khỏi có chút sừng sốt. Lập tức nét mặt hiện lên vẻ sợ hãi, thấp giọng nói: Cửu tinh lên châu, thiên giới đã mấy ngàn ngàn năm không xuất hiện chuyện này, không thể tưởng tượng hôm nay ta lại gặp qua. Nói xong, tinh quang trong mắt hắn lòe lòe rồi lại chìm vào trong tu luyện. Mà cửu tinh lên châu giờ phút này thông qua dòng năng lượng màu bạc kia đang nối lại với nhau, cuối cùng cả 9 ngôi sao đã liên thông. Đột nhiên 9 ngôi sao bộc phát ra quang mang chói mắt, ngân quang sáng lạn, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tần Vũ lúc này cũng đã từ trong trạng thái tu luyện hồi tỉnh, tò mò nhìn 9 ngôi sao trên đỉnh đầu của mình. Sau khi tiến vào lưu tinh hậu kỳ, thần thức đã cho hắn biết 9 ngôi sao này không hề tầm thường. Bỗng nhiên, ánh sáng của 9 ngôi sao tập hợp lại thành một quang mang bàng bạc,
bằng một nắm tay bắn mạnh về phía Tần Vũ vốn đang nhìn lên với vẻ mặt đầy tò mò. Tần Vũ kêu thả một tiếng, trận pháp kiền khôn nhất thời đã bị phá. Năng lượng hủy diệt này có thể săn bằng cả Từ Dực Thành, mà Tần Vũ bị quang mang đánh trúng nhất thời ngẩn người ra, căn bản không có phát hiện khỏa nguyên hạch bên trong tinh vân kia, vốn dòng suối đang bình lặng nay đã chảy mạnh, điên cuồng hấp thu năng lượng hủy diệt kia. Lúc này Kim Tư vốn đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở to mắt. Thần thức hắn đã phát giác phía trên Tần Vũ cũng là phía trên kiền khôn trận pháp có một tia biến động. Hắn liếc mắt thấy Từ Dực Thiên Vương không có phản ứng gì, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, vội vàng bay về phía mỏm núi. Không! Từ Dực vốn đang dùng thần thức quan sát biến động của cửu tinh Liên Châu nên không để ý đến sự lo lắng của Kim Tư, không đợi lệnh hắn mà đã tiến tới, âm thanh đã thốt lên chậm một chút. Oanh! Kim Tư vừa mới bay đến mỏm núi thì một đạo quang mang sáng chói từ một trong 9 ngôi sao bắn xuống, vô thành vô tức bắn vào sau lưng Kim Tư. Chỉ nghe thấy hắn kêu thảm một tiếng, cố gắng bay xa ra ngoài. Từ Dực Thiên Vương cười khổ, xuất năng lượng đưa hắn trở lại. Thấy hắn toàn thân đen thui, y phục sớm đã cháy hết, phảng phất như bị 10 đạo sét đánh trúng cùng lúc vậy, bộ dáng quá mức thê thảm. Nhìn Kim Tư lâm vào trạng thái hôn mê, Từ Dực cũng không có nói gì, chỉ cười khổ, phất tay xuất ra một đạo năng lượng màu đen, nhất thời chữa trị kinh mạch cho Kim Tư. Một tiếng rên thống thiết vang lên, Kim Tư đã tỉnh lại. Thấy Từ Dực có vẻ hơi cáu, lại bất đắc dĩ nhìn mình, hắn không chịu được xấu hổ cúi đầu. Nhưng khi thấy toàn thân loang lổ vết bỏng, lập tức lại kêu lên ầm trời. May mà tu vi của ngươi quá thấp, cửu tinh Liên Châu cũng không có coi ngươi là địch nhân. Nếu không thì giờ phút này ngươi đã sớm hồn lìa khỏi xác rồi. Thấy Kim Tư còn có sức để hét lên, Từ Dực Thiên Vương cũng yên tâm, không có tức giận nói. Đừng có lỗ mãng như thế, chưa có hỏi ý của ta mà đã tự tiện hành động. Ngươi có biết cửu tinh Liên Châu bao nhiêu tuổi rồi không? Kim Tư bị Từ Dực nói liền bừng tỉnh, sau khi sợ hãi hồi lâu mới miên man lắc đầu. Thấy hắn như thế, Từ Dực trong lòng thầm than, nếu không phải bản thân may mắn sau khi được bổ nhiệm là một trong bát đại thiên vương, đã được đế quân giữ lại trong Thiên Thần Điện tinh tu một ngày, sợ rằng cũng rất không hiểu rõ về cửu tinh Liên Châu này. Thấy Kim Tư không hề ấn gì nên không có nói, chỉ chăm chú đồng thời kinh ngạc nhìn quang mang mãnh liệt của cửu tinh Liên Châu bắn vào người Tần Vũ. Cũng trong lúc đó, tại trung tâm thảo nguyên trên đại điện của thiên đế, một kim phát nam tử khôi ngô khi cửu tinh Liên Châu còn chưa xuất hiện thì đã chấn kinh, cực kỳ kinh hãi quan sát về hướng bọn Tần Vũ. Cửu tinh Liên Châu không thể tưởng tượng được sau 10 vạn năm lại xuất hiện. Thiên Mông ngươi, Thiên Mông, lão già này quả nhiên may mắn, lại có người nối tiếp ngươi, ta cũng không sợ cô đơn nữa rồi. Tiếng cười vang khắp cả ngọn núi. Dưới núi mọi người vẫn còn nghe rõ tiếng cười của hắn, đều là sắc mặt cung kính mà hành lễ. Đất đai tại Tu La tộc không giống với Thiên Nhân tộc. Thiên Nhân tộc cơ hồ ngoại trừ thảo nguyên thì là núi, không có đất trống, mà Tu La tộc lại hoàn toàn khác biệt. Đất đai toàn một màu hồng, mặt đất có rất ít cỏ mọc. Xung quanh nơi Tu La tộc sinh sống là một cái biển thật lớn, màu huyết, rất là bắt mắt. Phía rìa trên khanh hầu hết là những cây đại thụ to lớn. Nơi này đều không có người ở, muốn tìm được Tu La nhân phải đi tiếp 3.000 dặm nữa mới có thể gặp thành trì đầu tiên. Chúng ta cứ tiếp tục phi hành một ngày nữa sẽ gặp một thành trì. Đế Tuyết Phong đánh giá chung quanh một chút rồi quay lại Đế Thiên Hồn nói. Đế Thiên Hồn gật đầu đồng ý. Thành trì trước mắt chính là một trong 9 đại thành trì Thiên Khanh Thành. Đại ca, chúng ta có nên ngụy trang một chút không? Đế Tuyết Phong nhăn mày cự tuyệt. Ta chán ghét cái lũ nam nhân Tu La tộc, bọn họ so với chúng ta quá xấu, thôi quên đi. Đế Thiên Hồn bất đắc dĩ giang rộng cánh, một bên buồn rầu nói. Nếu thế Tu La tộc nhân cứ gặp chúng ta là giết, còn để ý đến tướng mạo nữa sao? Đế Tuyết Phong chấp nhận nói. Đó là tất nhiên, ta anh tuấn tiêu sái như vậy sao có thể biến thành Tu La nam nhân xấu xí được, quả thật là hành hạ ta mà. Đế Thiên Hồn chăm chú lắng nghe hắn nói, thiếu chút nữa rơi từ trên không xuống, thầm nghĩ khó trách cha lại giao huynh ấy trong Thiên Nhân Điện, chỉ vì vẻ ngoài mà không cần để ý đến sống chết, thật là lên giam thêm 3.000 năm nữa. Trong lòng âm thầm nguyền rủa, Đế Thiên Hồn cắn răng đứng bên cạnh nói, nếu chúng ta lần này để sống mất con mồi trở lại phòng Thiên Đế, đệ nhất định sẽ nói với cha tiếp tục giam huynh lại. Lại nói, trong tinh không phía trên mỏm núi phảng phất như kéo dài đến tận hư không,
chỉ thấy chung quanh các ngôi sao có những điểm tinh quang lóe lên, mà đỉnh đầu Tần Vũ cũng trắng lóa. 9 ngôi sao chiếu xuống trùng vào một chỗ, quang mang chói mắt. Một cột sáng thẳng tắp từ một trong 9 ngôi sao bắn ra. 9 ngôi sao này toàn bộ đều trong suốt, quang mang bao phủ toàn thân Tần Vũ. Sắc mặt Tần Vũ có chút tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, lông mày nhíu lại phảng phất như đang chịu thống khổ rất lớn. Thân thể hắn chậm rãi khoanh chân lơ lửng trên mặt đất, quang mang quanh người nóng bỏng toát ra trông như bộ dáng của một thánh nhân. Thiên Vương, Cửu Tinh Liên Châu rốt cuộc là cái gì vậy? Cuối cùng Kim Tư cũng khôi phục lại vẻ bình thường, chẳng biết từ đâu lôi ra được một bộ trường bào mặc. Nếu không phải trên mặt vẫn còn những vết đen mờ mờ thì căn bản không ai phát hiện ra hắn mới bị quang mang đánh trúng. Tử Dực Thiên Vương sắc mặt nghiêm trọng, trầm ngâm một lúc nhìn lên 9 ngôi sao cho đến quang mang chói lói tại trung tâm trên đỉnh đầu bọn hắn, phảng phất như là vượt ra mọi hiện tượng bình thường. Hắn thì thào nói: Cửu Tinh Liên Châu tại thiên giới và tu la giới có ý nghĩa rất to lớn, điều đó có nghĩa sắp có một đế quân siêu việt sắp xuất hiện, dù sao cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi. Con người màu tím của hắn hiện lên quang mang cực kỳ phức tạp, trong lòng thở dài, vì sao điều tốt thế này lại không xuống người ta chứ? Nói về tu vi Tần Vũ còn kém hơn ta rất nhiều, nói về tư chất hắn lại càng không bằng, lão thiên thật sự không công bằng. Kim Tư cứng họng không dám tin, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không, hận không thể đưa một đạo thiên lôi đánh chết Tần Vũ, không thể để hắn có may mắn của Cửu Tinh Liên Châu như vậy. Chỉ là nói về tu vi, bọn họ so với Tần Vũ thật sự mạnh hơn sao? Nói về tư chất, bản thân Tần Vũ khi mới sinh đã có thân thể tuyệt hảo, đối với thiên địa lại hiểu rõ, huống chi Hồng Quân âm thầm cho hắn một chút lĩnh ngộ thiên đạo, mới vừa xuất sinh đã có thể hiểu được thiên đạo tự nhiên. Tất cả điều này bọn họ có thể so sánh sao? Thời gian nói lên tất cả, lượng biến khiến cho chất biến. Tần Vũ kiếp trước đã từng trải qua biết bao nhiêu gian khổ, trải qua bao trận sinh tử, hằng hà sa số những trải nghiệm. Từng đạo quang mang liên tục không ngừng truyền vào thân thể Tần Vũ. Từ khi nguồn năng lượng đó dọc theo kinh mạch dũng mãnh tiến vào nguyên hạch trung tâm của tinh vân, thì dòng suối màu đen bên trong giống như được hồi sinh, điên cuồng xoáy tròn hấp thu năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa. 9 ngôi sao riêng rẽ trong trời đất lúc đó chính là tinh thần cường đại nhất. Tại thiên giới, 9 ngôi sao này cũng có lai lịch, chỉ là Tử Dực dù sao cũng chưa hiểu rõ về nó. Hắn không có cách nào giải thích, Kim Tư lại càng không thể hiểu được. Chỉ có Kim Pháp Nam Tử đang ngồi trong phòng thiên đế kia, một nhân vật chí tôn vô thượng kia mới có thể hiểu được. Dòng suối màu đen xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh, trên nguyên hạch bé bằng nắm tay ký một vầng sáng kỳ lạ, dần dần phát ra chậm chậm bao phủ nguyên hạch. Theo biến chuyển của nguyên hạch kia, Tần Vũ nhắm chặt hai mắt, vốn vẻ mặt thống khổ lúc trước đã dần dần thoải mái hơn, thần sắc đã khá hơn rất nhiều. Quang mang của 9 ngôi sao trên bầu trời kia đã ảm đạm dần, năng lượng bắn về phía Tần Vũ cũng đã chậm rãi biến mất. Trong suốt nửa buổi tối này, cơ hồ thiên nhân của toàn bộ thiên giới đều đã thấy được cảnh tượng kỳ dị kinh người này. Trong đan điền Tần Vũ phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, dòng suối màu đen đã bị tinh quang sáng ngọc kia làm cho bành trướng lên gấp đôi lúc trước, đã chiếm đến 3/2 nguyên hạch kia. Lúc này, nguyên hạch màu vàng chỉ còn lại bên ngoài một lớp quang mang nhàn nhạt bao phủ, còn bên trong là dòng suối màu đen quỷ dị, không thể nhận ra nguyên hạch màu vàng lúc trước. Một cảm giác rất quen thuộc từ đáy lòng hiện lên, chính là khí tức của hắn. Giờ phút này đã tới bên trong đan điền, không phải nói là rốt cục xuất hiện tại bên trong đan điền. Hiện giờ Tần Vũ rốt cục cũng đã ổn định lại được tu vi lưu tinh hậu kỳ cảnh giới, lực lượng toàn thân cũng hoàn toàn đạt tới thời khắc đỉnh phong của lưu tinh hậu kỳ. Da thịt toàn thân phảng phất như có một đoàn tinh quang lưu động theo ngón tay hắn mà chuyển động. Tần Vũ bỗng nhiên chỉ cảm thấy ngón tay nóng bỏng, một cảm giác muốn phát tiết ra ngoài khiến hắn không tự chịu được, chỉ tay giơ lên hướng về phía hai người Tử Dực Thiên Vương và Kim Tư. Nhất thời một đạo quang mang bắn ra ngoài, oanh một tiếng nổ lớn phát ra. Tử Dực khiếp sợ nhìn Tần Vũ, hắn đã phải sử dụng gần 70% khí tức mới có thể ngăn cản được chỉ mang vừa rồi của Tần Vũ. Trong lòng thầm trách, tốc độ tiến bộ của người này thật là quá nhanh. Sau khi chỉ mang được phát ra, quanh thân có những chấm bạc li ti xuất hiện mới thư thái đi rất nhiều, thở ra một hơi, ngân quang vừa rồi uy lực thật cường đại. Thấy sắc mặt kinh ngạc của Tử Dực Thiên Vương, Tần Vũ trong lòng cũng không khỏi cười thầm. Quang mang màu bọc kia căn bản không phải năng lượng bản thân của hắn, mà là dòng suối trong đan điền không thể hấp thu tinh thần lực lượng. Năng lượng này tương đương với lực lượng thiên nhân
khó trách Từ Dực lại chấn động. Dĩ nhiên tu vi của Tần Vũ lúc này không thể hơn Từ Dực, điểm này Tần Vũ trong lòng cũng hiểu rất rõ. Thiên nhân sáu cánh cao thủ thực sự quá mức biến thái, vừa mới tiến vào cảnh giới sáu cánh, tuy Từ Dực không thể lĩnh ngộ ra được hết, nhưng theo biểu hiện của hắn thì Tần Vũ cũng đã đoán được thiên nhân sáu cánh lợi hại cỡ nào. Sau khi tiến vào cảnh giới sáu cánh, thiên nhân có thể thao túng thiên địa nguyên khí chung quanh, chỉ cần là phù hợp với linh khí bọn họ tu luyện, trừ phi gặp phải thiên nhân bảy cánh hoặc người có tu vi cao hơn, nếu không bọn họ chính là tồn tại vô địch. Lúc này Tần Vũ mới hiểu được vì sao tu vi cao nhất của thiên vương cũng chỉ là sáu cánh. Thiên nhân sáu cánh chính là lĩnh ngộ pháp tắc trong thiên địa, đương nhiên không phải vì vậy mà tự nhiên bọn họ có thể làm được. Sau khi tiến vào cảnh giới sáu cánh, mọi thiên nhân cũng sẽ bắt đầu tồn tại cùng thiên địa. Loại tồn tại này không chỉ là tượng trưng mà là cùng tồn tại với tâm linh. Nói cách khác, trong tâm linh bọn họ đều có một mảnh thiên địa. Trong phiến thiên địa này, bọn họ chính là chúa tể. Mà mảnh thiên địa đó, nếu nó là biểu hiện ra ngoài, cũng giống như hỗn độn tinh thần lực của Tần Vũ vậy. Mỗi thiên nhân sau khi tiến vào cảnh giới sáu cánh sẽ tu luyện lĩnh vực của chính bản thân mình, thông qua nó không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng luyện tập. Trong lĩnh vực của bản thân bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, có thể sử dụng thời gian gia tốc, cũng có thể dùng thời gian đảo thối. Tất nhiên không thể phủ nhận, mặc dù bọn họ đều phải chậm rãi lĩnh ngộ, thế nhưng thiên nhân cũng khiến trong lòng Tần Vũ thầm thán phục. Trong nhân giới, cơ hồ mọi người đều là sau khi tiến vào cảnh giới thần vương mới có thể lĩnh hộ pháp tắc, mà thiên nhân lại không cần vậy, chỉ cần tiến vào cảnh giới liền có thể theo thời gian trôi qua mà dần cảm nhận được. Tin rằng nếu để cho Hầu Phí và Hắc Vũ tới nơi này, nhất định là tức khộc máu. Nghĩ đến hai người bọn họ, Tần Vũ lại mỉm cười, một thứ tình cảm tha thiết dâng lên trong tim. Từ Dực hung hăng nhìn về mặt Tần Vũ, trong lòng cũng rất kinh hãi, trầm ngâm hồi lâu mới do dự nhìn bầu trời đã khôi phục lại màu đen vốn có. Chín điểm sáng lập lòe vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn, vẫn có thể nhìn ra một chút. Rốt cục là nên thừa dịp hắn còn chưa thành đế quân, bất kể khó khăn giết chết hay là buông tha hắn, đợi đế quân đến đây. Từ Dực trong lòng mâu thuẫn, bằng vào bản thân hắn và Kim Tư nhất định không có cách nào giết được Tần Vũ, huống chi hắn còn có trận pháp cổ quái để bảo vệ. Quan trọng nhất chính là Từ Dực biết rõ dị tượng vừa rồi chắc chắn đế quân và mọi người trong thiên giới đều đã nhận ra. Lúc này giết chết Tần Vũ, dù sao cửu tinh liên châu triệu năm khó gặp một lần, nếu làm đế quân mất hứng chẳng phải sẽ khiển trách hắn sao? Từ Dực trầm mặc, lúc này có chút bàng hoàng mờ mịt, trong lòng rất muốn giết Tần Vũ, nhưng là hắn biết làm như vậy là rất ấu trí. Uy lực cực lớn của chỉ quang vừa rồi đã khiến cho hắn rất rung động. Tần Vũ cũng không để ý tới suy nghĩ của hai người kia, mà kinh ngạc đứng trên mỏm núi nhìn về phía chân trời hồi lâu mới thu hồi ánh mắt chuyển tới trên người Kim Tư. Từ Dực, hôm nay ngươi muốn giết ta sao? Từ Dực cười khổ nói, có thể giết ngươi sao? Ta không sợ ngươi, nhưng lại sợ đế quân. Tần Vũ gật gật đầu, nét mặt lại bừng bừng sát khí nhìn Kim Tư, lạnh lùng nói, ta nhất định phải giết hắn, hy vọng ngươi không ngăn cản. Từ Dực trong lòng hiểu rõ ý của Tần Vũ, chính là tạm thời không muốn trở mặt với mình mà thôi, chuyện giết Kim Tư cũng là để mình thử. Nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của Kim Tư, Từ Dực sắc mặt nghiêm túc nói, Tần Vũ, hôm nay nói như vậy ngươi cũng không làm gì được ta. Ta hy vọng chuyện này có thể kết thúc tại đây. Mối hận ngươi giết chết nhi tử của Kim Tư cũng đã không tính rồi, ngươi sao lại có thể tiếp tục đuổi giết hắn đây? Tại sao? Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Từ Dực lạnh lùng nói, nhi tử của Kim Tư cũng chính vì muốn cướp tình nhi mới bị ta giết chết. Nếu các ngươi muốn báo thù, ta đây vô cùng hoan nghênh. Vừa nói, hắn vừa chỉ ngón tay về phía Kim Tư, nhàn nhạt nói, hắn cũng là bởi vì tình nhi, giao hắn ra đây. Ánh mắt Từ Dực có chút cáu giận, nhưng lập tức lại ảm đạm đi, đột nhiên dùng chỉ quang bắn trên cánh tay trái của Kim Tư, khiến hắn kêu thảm. Cánh tay trái của Kim Tư bị kinh khí làm cho cháy xém. Sao vậy? Không nên, nếu ngươi tiến thêm một bước nữa, ta cũng sẽ không sợ ngươi đâu. Tần Vũ mỉm cười, gật gật đầu chắp tay nói, đã như vậy, mời trở về đi. Từ Dực lạnh lùng liếc Tần Vũ, tức giận hừ một tiếng xoay người bỏ đi. Sau khi thấy hai người Từ Dực và Kim Tư hậm hực bay khỏi, Tần Vũ cũng không có vội vã trở lại sau núi, mà nhìn mọi người tu luyện rồi ánh mắt có chút mê mang, nhìn lại bầu trời đen nhánh trên đỉnh đầu, bây giờ đã không còn chút ánh sáng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, suy nghĩ vì sao chính ngôi sao lại đột ngột xuất hiện,
và tại sao lại cho hắn một lực lượng thần bí đến như vậy. Mặc dù Tần Vũ không cách nào phát hiện ánh sáng chói người màu ngọc đang tồn tại, nhưng vẫn biết năng lượng đó cũng đủ để hắn trực tiếp tiến vào hắc động kỳ là xác thực. Hơn nữa, dòng suối màu đen trong nguyên hạch kia, chỉ là Tần Vũ không rõ ràng lắm, trong mắt hiện lên sắc diện kỳ lạ. Trong lòng nghĩ đến cái dòng suối kia có chút giống như lục đạo luân hồi. Đúng vậy, chính là dòng suối ở lục đạo luân hồi kia. Tần Vũ có thể cảm nhận được khí tức tử rồi lại sinh của nó, có thể giết hết tất cả các chân linh còn đang tồn tại. Mà khí tức quen thuộc nữa như là Tu La Kim Nguyên Bảng. Từ khi hắn chuyển sinh cho tới nay, Tu La Kim Nguyên Bảng vẫn không thấy bóng dáng, nay đã xuất hiện rồi. Bầu trời ban đêm thật lạnh lẽo, u ám. Trong lòng Tần Vũ lại cảm thấy nóng như lửa đốt. Đã sắp tìm được đường về nhà trong số minh mang phương hướng. Mặc dù xa xôi gian khổ, nhưng đã có hy vọng. Tinh thần biến chính là có thể tái biến, có thể cho hắn một vùng không gian riêng, một khả năng cực mạnh. Nên làm gì nữa đây? Tần Vũ lẩm bẩm nói. Nếu đã có hy vọng, xem ra không cần tu luyện thành hắc động kỳ, cũng có thể tạo ra một không gian đặc thù, lấy tên là luân hồi đi. Phảng phất như đáp lại lời hắn nói, dòng suối trong nguyên hạch đột nhiên gia tăng tốc độ xoay tròn. Một tia khí tức màu đen tiết ra bên ngoài thân thể hắn. Thiên nhân tại thiên giới, sau khi tiến vào cảnh giới sáu cánh, liền có thể tự hình thành lĩnh vực riêng của mình. Điểm này so với thần giới thì không giống. Ưu thế đó đã hình thành một không gian riêng biệt bên trong cơ thể bọn họ, có hiệu quả giống như hắc hổ không gian sau khi tiến vào hắc động kỳ của tinh thần công pháp vậy. Thế nhưng bọn họ cũng có những khiếm khuyết, điểm này biểu hiện trên thân thể. Thân thể bọn họ sau khi có 5 đôi cánh thì cực kỳ cường hãn. Sau khi chiến đấu cùng Tử Dực thì Tần Vũ có thể đoán ra thân thể của thiên nhân 5 cánh thân thể sợ rằng còn cứng hơn cả thần khí, cường hãn vô cùng. Trời phú cho bọn họ có công pháp và cơ thể quá mạnh mẽ, nhưng cũng lấy đi một chút, ví dụ như khả năng hồi phục lại thân thể. Thiên Vương Kim Tư vừa phi hành vừa tự kiềm chế phẫn nộ, cánh tay trái bị hỏng mất khiến hắn phi hành cũng khó khăn, lảo đảo trên không trung đến là tức cười. Cầm miệng! Không đợi hắn nói hết câu, Từ Dực Thiên Vương liền lớn tiếng quát. Lần này trở về Từ Dực Thành, ngươi sẽ trở thành thống lĩnh mới của quân lính ba cánh. Chỉ cần ta không rời khỏi Từ Dực Thành thì có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Kim Tư sắc mặt vui vẻ nhưng lập tức lại buồn bã, thấp giọng nói. Quyền thế đối với thuộc hạ đã không còn ý nghĩa gì rồi. Thiên Vương, thuộc hạ muốn bế quan một thời gian, có thể tập trung tu luyện cho tốt. Từ Dực Thiên Vương suy nghĩ một lát, quang mang màu tím lập lòe quanh thân, gật đầu nói. Đã như vậy, sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi một ít thiên nguyên thạch và sẽ truyền kinh nghiệm đột phá 5 cánh cho ngươi. Đa tạ Thiên Vương. Kim Tư giờ phút này có vẻ rất thành tâm, mất đi một cánh tay khiến cho lòng hắn nguội lạnh, đồng thời cũng có chút hận ý đối với Từ Dực Thiên Vương. Nếu có thể tu luyện thành 7 cánh, có lẽ ngươi có thể hồi phục lại thân thể, đến lúc đó có thể hồi phục lại cánh tay mới. Từ Dực Thiên Vương do dự nói, hiển nhiên đây là bí mật của thiên giới, hắn không muốn tiết lộ ra ngoài nhiều. Thế nhưng tia hy vọng này cũng đủ để khiến Kim Tư cảm kích, cũng đủ để hắn thấy vui sướng rồi. Không sợ con đường phía trước gian nan, chỉ sợ không có hy vọng, không tìm thấy bến. Hắn đột nhiên quay đầu lại phía ngọn núi chỗ Tần Vũ đang bị thảo nguyên minh mang che lấp kia, trong lòng âm thầm nói. Tần Vũ, người cứ chờ đấy, khi ta luyện thành 7 cánh sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Tần Vũ nhíu mày, nếu cảnh giới kế tiếp chính là luân hồi, vậy thì toàn bộ giai đoạn sau của tinh thần biến do chính mình sáng tạo ra lại không dùng tới hay sao? Dù sao Thạch Thiên cũng đã dựa vào những gì mình truyền thụ mà tu luyện tới cảnh giới trưởng khống giả, chẳng lẽ đó vẫn là đường vòng hay sao? Trong lòng hắn khó có thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Xem xét lại tinh thần công pháp suốt một đêm, trong mắt hắn cũng dần dần xuất hiện một tia quang mang màu đỏ. Xa xa bầu trời đã hừng sáng, một mùi thơm ngát từ trong không khí phả vào trong mũi hắn. Phía sau mỏm núi đột nhiên bộc phát ra những quang mang màu trắng mãnh liệt, khiến cho Tần Vũ đang chìm đắm trong suy tư bừng tỉnh, thân ảnh liền biến mất. Sau khi ổn định tu vi lưu tinh hậu kỳ, hỗn độn tinh thần không gian của Tần Vũ đã mở rộng ra phạm vi 9-10 dặm. Tuy nói tại thần giới thì không phải là lớn, nhưng dù sao trong phạm vi phương viên 10 dặm hắn có thể tùy ý di chuyển. Toàn bộ mọi thứ trong lĩnh vực hắn đều nắm trong tay. Thân thể tình nhi đang có biến hóa kịch liệt, cánh sau lưng lóe ra nhũ quang, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Tần Vũ nhanh chóng đứng bên cạnh mọi người, 7 người đang toàn tâm khổ luyện trong tụ linh trận.
Tình Nhi ngồi ở giữa Cam Vân và Lão Hắc là vị trí trung tâm của 7 người. Trên đỉnh đầu cô bé, dòng suối đã dần dần biến mất, từng đạo linh khí mỏng manh yếu ớt đọng lại trên đỉnh đầu cô. Nhu quang màu trắng trắng trên khuôn mặt thật thánh khiết. Thấy nét mặt Tình Nhi có chút đau đớn, Tần Vũ vội vàng phóng thần thức xem xét tình huống bên trong đan điền cô bé. Chỉ thấy bên trong khoảng nguyên hạch màu đen dần dần phát sáng, dần hóa thành nhu quang màu trắng. Từng đạo linh khí dày đặc không ngừng vận chuyển chung quanh kinh mạch cô bé, không ngừng bành trướng đánh sâu vào kinh mạch, khiến kinh mạch của cô nứt ra. Linh khí theo kinh mạch không ngừng tiến vào bên trong đan điền. Nguyên hạch dần dần nở ra, nhưng tốc độ chuyển đổi năng lượng lại chậm hẳn. Chỉ sau thời gian ngắn ngủi một nén nhang, nguyên hạch bên trong đan điền của Tình Nhi dường như từ màu đen đã biến thành màu nhũ quang, hơn nữa phảng phất như lớn dần lên, đã to bằng nắm tay. Tần Vũ mỉm cười, xem ra nha đầu này sắp đột phá ba cánh rồi. Phóng ra lĩnh vực, tình trạng thân thể của mọi người hắn đều nắm rõ. Chỉ thấy Cam Vân rốt cuộc cũng đã ở ba cánh đỉnh cấp. Nguyên hạch bên trong đan điền nhỏ hơn 1/3 so với Tình Nhi, tốc độ chuyển đổi linh khí cũng chậm hơn nhiều. Lão Hắc, Ưng Phong và Bạch Hổ cũng đã đạt tới hai cánh thượng giai, cơ hồ cũng sắp đột phá. Tần Vũ thấy thế, tâm ý vừa động, ba cỗ hỗn độn nguyên lực tức thời tiến vào trong thân thể ba người, giúp cho bọn hắn có thể cố định lại tu vi. Mục Thiên thì có chút nguy hiểm, thần thức của Tần Vũ đảo qua người hắn thì phát hiện nguyên hạch bên trong đan điền càng ngày càng yếu ớt. Hậu họa đã đến thời điểm bộc phát, mà linh khí bên trong thì không ngừng tiến vào trong thân thể, khiến cho nguyên hạch không thể chịu nổi căn bản, vô phương hồi phục. Thấy thế, Tần Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, người này lúc trước chẳng biết nghĩ thế nào lại mạnh mẽ đột phá năm cánh, cũng vì thế mà gây nguy hại cực lớn cho thân thể. Sau khi tiến vào cảnh giới năm cánh thì cũng không thể xuất ra năng lượng cường hãn như của Tử Dực được. Nguyên hạch bị tổn thương, đối với thiên nhân thì đó là nguy hiểm chí mạng. Cho dù đạt tới 8 cánh hay 10 cánh, trừ phi có thể giống như Đế Thích Thiên lĩnh ngộ một phần thiên đạo, có lẽ sẽ có một ngày chưa khỏi, nếu không nguy hiểm sẽ càng lớn. Trầm ngâm một lát, Tần Vũ thở dài nhìn Mục Thiên, hai mắt vẫn đang nhắm chặt sâu lắng nói: không thể tưởng tượng được người có thể may mắn như vậy, nếu không phải là ta đã lĩnh ngộ một chút thiên đạo, hơn nữa tinh thần công pháp đã có tiến bộ, thì e rằng nguyên hạch của ngươi ngày càng nghiêm trọng. Mục Thiên phảng phất như lại nghe được Tần Vũ lầu bầu, hai mắt đang nhắm chặt nay đột nhiên động đậy, tựa hồ như có chút chờ mong cầu cứu. Thấy bộ dáng hắn như vậy, Tần Vũ biết kỳ thực hắn có thể nghe được lời mình nói, chỉ là giờ phút này bản thân đang trong quá trình tu luyện, nếu bị gián đoạn, nguyên hạch trong cơ thể sẽ không thể khống chế được và có thể sẽ tự hủy, cho nên hắn chỉ có thể dùng cách động đậy con mắt để ra hiệu. Thôi, dù sao bây giờ ngươi hôm nay cũng đã là thuộc hạ của ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, trước hết sẽ giúp ngươi để cao tu vi, đồng thời chữa trị luôn nguyên hạch bị hao tổn. Tần Vũ bước tới trước mặt Mục Thiên, bàn tay bỗng dưng phát ra những quang mang li ti màu vàng, rất nhanh đánh vào những huyệt lớn trên cơ thể hắn. Toàn thân Mục Thiên chấn động, hai mắt mở to, mái tóc dài mặc dù không có gió nhưng bay lất phất đằng sau lưng, quang mang màu trắng toàn thân nhất thời thu lại. Định thần, không cần ngăn cản, cứ giao cho ta. Tần Vũ khẽ quát một tiếng, bàn tay kim quang đại thịnh, quần áo trên người Mục Thiên lập tức nát bấy, một đạo năng lượng màu vàng sáng chói dọc theo ngực Mục Thiên chuyển tới đan điền. Từ ra tay hắn có thể thấy được kim quang giống như những thanh kiếm nhỏ trực tiếp đột phá kinh mạch thẳng tới đan điền. Nhận thấy ngoại lực tiến vào, Mục Thiên tuy không có phản kháng nhưng năng lượng trong cơ thể tự động chống lại, cánh sau lưng đột nhiên phát ra một trận quang mang, lực lượng cường đại dọc theo sống lưng cũng đánh vào trong đan điền, muốn chống lại năng lượng màu vàng của Tần Vũ đã đưa vào. Tần Vũ nhíu mày, tinh vân trong đan điền xoay tròn, một cỗ năng lượng cực mạnh trong nháy mắt tiến vào cơ thể Mục Thiên. Chỉ thấy lực lượng bên trong đan điền của Mục Thiên trong nháy mắt bị năng lượng màu vàng của Tần Vũ đẩy lùi, bất đắc dĩ trở lại cánh đằng sau. Năng lượng màu vàng đồng thời bao bọc lấy nguyên hạch của Mục Thiên, từng đạo năng lượng đầy sức sống từ lực lượng màu vàng kia phân giải ra. Nếu lúc này Mục Thiên có thể nhìn thấy bên trong, sẽ phát hiện năng lượng cổ quái màu vàng này không giống với năng lượng màu đen trong nguyên hạch của hắn. Năng lượng màu vàng kia đã tấm vào từng vết sách vốn đang bị năng lượng màu đen kia nghiền nát dần, chậm rãi chữa trị. Chỉ trong một khoảnh khắc, Mục Thiên bởi vì cố sức để thăng tu vi lên 5 cánh mà khiến nguyên hạch bị tổn thương. Tần Vũ bây giờ chữa trị thì thật khó khăn. Tần Vũ lau mồ hôi chán, vẻ mặt hiện lên sự mệt mỏi. Cảm giác nguyên hạch của Mục Thiên đã bắt đầu có chuyển biến. Hắn vui mừng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục năng lượng bị hao tổn, cũng không còn sức để chú ý đến Mục Thiên nữa.
Lúc này Mục Thiên đã tỉnh lại, linh hồn chìm vào trong đan điền, lập tức cảm nhận được bên trong nguyên hạch đã tản ra một cỗ lực lượng tràn đầy sinh khí. Từng đạo linh khí thích hợp cho hắn tu luyện đã dọc theo những huyệt chính tiến vào trong cơ thể, đã biến nguyên hạch màu vàng đang ảm đạm rất nhanh tăng tốc độ chuyển đổi linh khí, sau đó lại chuyển đổi năng lượng tinh thuần đến đôi cánh đằng sau. Cánh đằng sau lưng hắn lóe ra nhũ quang màu trắng cực kỳ thuần túy. Trong lúc nhất thời, quang mang trên người bộc phát, bốn đôi cánh phảng phất như muốn đập vẫy tan ra khí thế cường đại. Mở to mắt, một đạo ánh sáng lóe lên trong mắt hắn, đột nhiên thấy Tần Vũ vẻ mặt mệt mỏi ngồi khoanh chân trên mặt đất đang vận công. Trong sâu thẳm, Mục Thiên nổi lên lòng cảm kích, đồng thời tự nhủ phải khắc sâu mối ân tình này, âm thầm thề cuộc đời này nhất định đi theo hắn. Một cú áp lực đằng sau truyền đến, Mục Thiên nao nao quay đầu lại, không nhịn được cực kỳ sợ hãi. Chỉ thấy ba đôi cánh sau lưng Tình Nhi động đậy, hai mắt cô bé vẫn nhắm chặt dường như không biết gì. Thân thể cô bé đang xuất hiện một hiện tượng mà Mục Thiên vừa giật mình lại không dám tin. Thân thể Tình Nhi chậm rãi bay lên, quanh thân có một cỗ năng lượng màu phấn hồng bao quanh. Mấy đôi cánh lóe ra quang mang tinh khiết, hòa cùng với màu hồng kia kết hợp với khuôn mặt thanh tú của cô bé, cho dù là Mục Thiên cũng không nhịn được tâm cảnh cũng động. Khó trách Thiên Vương âm thầm muốn bắt nữ tử này vào trong phủ. Toàn thân thánh khiết, mang theo vẻ mị nhân, quả nhiên là cực phẩm. Mục Thiên trong lòng thầm than thở, tâm cảnh vừa động liền xoay người đi, không có dám liếc mắt lại lần nữa, sợ nhịn không được mà có ý đồ xấu với cô bé. Mọi người vẫn đang trong trạng thái tu luyện, chỉ có Mục Thiên bởi vì Tần Vũ đã giúp hắn chữa trị nguyên hạch cho nên lúc này mới có thể tỉnh lại. Hắn trộm quay đầu lại nhìn khuôn mặt mê người phía sau, đột nhiên nổi lên nghi vấn: sao trên người cô bé này lại tản ra khí tức màu hồng vậy? Nghe nói chỉ có đàn bà tu la tộc mới có loại khí tức mê hoặc này. Cũng trong lúc đó, tại ngoại thành tu la giới, thành trì phồn hoa nhất Ma Thành. Ma Thành là tòa thành trì gần thiên thanh nhất, cũng là tòa thành trì dài nhất trong tu la giới. Toàn bộ thành trì đều tạo nên từ những tảng đá sắc đỏ cùng màu với huyết hải bên cạnh, khiến cho cả tòa thành trì tràn ngập bạo lệ sát khí. Thiên nguyên thạch tại đây được gọi là huyết thạch, là linh thạch mà ngày thường người trong hai giới vẫn tu luyện. Trong đó ẩn chứa linh khí dễ hấp thu hơn cả thiên địa linh khí xung quanh, cho nên cơ hồ chỉ cần hơi mạnh là thiên nhân và tu la nhân đều dùng linh thạch để tu luyện. Thế nhưng thiên nguyên thạch dù sao cũng có giới hạn, cơ hồ đều do các thành chủ nắm trong tay. Nếu người không có địa vị, cho dù là tu vi cao thâm cũng rất khó có được. Nếu không muốn dùng thiên nguyên thạch, thường xuyên tu luyện bất đắc dĩ phải vào các đại cấm địa cùng với yêu thú cuồng sát không ngừng chiến đấu mà nâng cao tu vi. Thiên nguyên thạch trong tay các thành chủ chiếm phần lớn cũng không dùng đến, cho dù là người đứng đầu một thành cũng không có cách tập hợp đủ các tài liệu luyện khí. Rất nhiều nguyên thạch và xương thịt của yêu thú đều là nguyên liệu tuyệt hảo. Vì vậy, thiên giới và tu la giới vẫn sinh ra những người chuyên buôn bán thiên nguyên thạch. Ma Thành chính là nơi chuyên trao đổi thiên nguyên thạch và nguyên liệu luyện khí, là ngã tư giao thương của tu la giới. Nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người tu la đến để giao dịch. Wow, mỹ nữ, nhìn nàng rất là quen, hình như chúng ta đã gặp nhau tại nơi nào đó rồi. Không bằng đêm nay tại tính phòng lâu cùng nhau hàn huyên thế nào? Thanh âm cực kỳ tục tĩu không ngừng vang lên trên con đường đá màu đỏ quạch. Đa số mọi người đi qua đều là lườm hắn trắng mắt. Đế Thiên Hồn khuôn mặt thanh tú cơ hồ đã kết một lớp băng trên mặt, nhìn Đế Tuyết Phong đôi cánh màu đỏ cũng anh tuấn cực kỳ, không ngừng trêu ghẹo mỹ nữ tu la tộc đi ngang qua. Hắn hận không thể cho Đế Tuyết Phong một quyền lên mặt để cho y không cách nào xuất ra loại ngôn từ như vậy nữa. Chỉ là thứ nhất, hắn là đại ca, là huynh đệ tốt nhất. Thứ hai, hắn đánh không lại Đế Tuyết Phong. Đại ca, thôi đi, chúng ta không thể bớt xấu hổ một chút không được sao? Còn nữa, huynh không nên nói đi nói lại, chỉ có vài câu như vậy có được không? Đế Thiên Hồn hận không thể trốn đi đâu được. Mỗi lần Đế Tuyết Phong nói ra những lời giống hệt như vậy, những người tu la đều nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc. Mà khi thấy hai người có bộ dáng anh tuấn lại mang cánh màu đỏ, đều hận không thể cho hai người một trận. Mà Đế Tuyết Phong đã nói liên tục ít nhất 50 lần: mỹ nữ, trông nàng rất quen, loại câu đó. Tại sao? Đế Tuyết Phong kinh ngạc nhìn đệ đệ mình đang có vẻ đau khổ nói: nếu bỏ đi cải trang, tu la tộc mỹ nữ nhất định đối với chúng ta có vẻ phần kính trọng. Người xem, các nàng mặc dù lườm chúng ta, nhưng trong mắt lại mang xuân sắc không thể che giấu. Điều này không phải vì chúng ta có chút anh tuấn hơn so với nam nhân tu la tộc hay sao?
Đế Thiên Hồn vỗ trán, hắn quả thực không muốn nghĩ sau khi cùng Đế Tuyết Phong tiến vào trong Tu La tộc lại có thể thay đổi lớn như vậy. Chẳng lẽ đó là hiệu ứng của mỹ nữ? Vất vả lắm mới có thể khuyên hắn ngụy trang thành người Tu La tộc, nhưng hắn có chết cũng không chịu thay đổi diện mạo. Màu cánh đỏ hồng kết hợp với khuôn mặt anh tuấn càng thêm chú ý. Chúng ta đi nhanh một chút, đệ đói rồi, đến Tĩnh Phong lâu phía trước nhấm nháp mỹ thực của Tu La tộc thôi. Hắn thực sự không muốn đại ca hắn cứ như vậy mà trêu ghẹo người khác. Nếu để bọn Băng Băng biết đường đường là đại vương tử của thiên giới lại có bộ dạng như vậy, sợ rằng không cần đợi mình đi giết bọn hắn mà tất cả đã cười vỡ bụng mà chết rồi. Tựa hồ Đế Tuyết Phong cũng có chút hứng thú với thức ăn ở Tĩnh Phong lâu, nghe được lời Đế Thiên Hồn nói liền cuống quýt gật đầu. Hai người đi nhanh, sau một lát đã ngồi trên tầng 2 của Tĩnh Phong lâu. Nghe tiếng gió ô ô lượn lờ xung quanh, hai người thích ký thưởng thức món ăn bên trong Tĩnh Phong lâu, nói chuyện phiếm với nhau. Thiên nhân, nhất là Đế Thiên Hồn đã tu luyện tới cảnh giới 6 cánh, căn bản không có cảm giác đói, chỉ cần là tùy ý chọn một chỗ hấp thu thiên địa linh khí là đủ rồi. Mà Đế Thiên Hồn kêu đói căn bản là không cho đại ca mình tiếp xúc với đàn bà Tu La tộc trên đường đi, phải là khiến hắn rất buồn bực mới nói ra câu đó. Được rồi, Thiên Hồn, ngươi nói người đàn bà kia đang ở nơi nào, như thế nào còn chưa dẫn ta đi xem? Đang ăn, đột nhiên Đế Tuyết Phong tự hồ như nghĩ đến chuyện gì đó, lớn tiếng nói. Đế Thiên Hồn giật mình, ngoảnh mặt nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Nàng đang ở trong thành này, huynh nói nhỏ một chút không được sao? Đệ không phải là không nghe thấy, sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đi tìm nàng. Nhắc tới người đàn bà kia, Đế Thiên Hồn nói gần như không có chút khí lực, hưng phấn nói. Vẻ đẹp của nàng nhất định sẽ làm cho huynh chấn động, sau khi nhìn thấy rồi mới biết thế nào là mỹ nữ chính thức. Bày đặt. Đế Tuyết Phong nhếch mép khinh thường nói. Nói về đàn bà, đệ sao có thể là đối thủ của ta? Những năm gần đây, tâm tư của ta tất cả đều đặt trên người của mỹ nữ. Đối với đàn bà tất nhiên hiểu rõ, đệ nghĩ như thế nào lại có thể so sánh với ta đây? Đang nói, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh, một âm thanh trong veo truyền vào tai hai người. Tu La tộc đúng là cũng chỉ có cái loại nam nhân chỉ biết hưởng thụ như các ngươi mới có thể bị thiên nhân tộc áp bức như vậy. Đế Thiên Hồn con mắt lạnh toát, chậm rãi nhìn về phía sau Đế Tuyết Phong, chỉ thấy một thân ảnh mềm mại đang ngồi trên một chiếc bàn bên cạnh, quay mặt lại với hai người, nhìn đằng sau nữ tử này chắc hẳn là rất đẹp. Đế Tuyết Phong cười hăng hắc, không có xoay người lại, liền nói. Thanh âm mỹ nữ rất quen, chúng ta không phải là đã từng nói chuyện đó chứ? Không bằng qua đây, chúng ta cùng ngồi nói chuyện phiến, nói chuyện về lý tưởng, được không? Đế Thiên Hồn hiểu được mình quả thật là điên rồ. Hắn đột nhiên phát giác, nếu cứ như vậy, đại ca khẳng định là không lâu nữa sẽ nổi điên lên mất. Chẳng lẽ người khi thấy đàn bà đến gần chỉ biết nói một câu như vậy thôi sao? Thanh âm nữ tử lạnh băng, mang theo chút trêu chọc và khinh thường. Tất nhiên là không phải rồi. Đế Thiết Phong phản bác, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, vẫn cười hăng hắc nói. Chỉ là ta không muốn tốn quá nhiều khí lực mà thôi. Nữ tử lạnh lùng nói. Hai người các ngươi từ đâu đến? Tại sao lại đến ma thành chúng ta gây sự? Đế Thiên Hồn vừa muốn châm chọc nàng xen vào chuyện của người khác thì Đế Thiết Phong đã nói trước. Chúng ta tất nhiên là đến tìm mỹ nữ rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.